Rồi, xin chào các bạn, nay mình sẽ cập nhật cho các bạn về cái sàn Zimitano nhé. Khi các bạn nhấn vào đây thì các bạn nhấn vào cái cập nhật và đấy, thì bạn nhấn vào khám phá nhé, thì bạn nhấn vào gì next này để ta cùng khai thác cái đồng gì next nhé. Thì Zimitano nó khoảng 30 tháng 9 này, nó tháng 10 này, nó sẽ may nét nhé, lên may nét. Thì đây mình cũng đã hàng ngày các bạn nên vào ấn vào để khai thác cái đồng GNX này nhá. Gõ cái sàn Zimitano thì các bạn đây, các bạn nhấn khai thác. Các bạn nhấn khai thác nhóm thì mình cũng đã khai thác rồi. Khai thác nhóm thì các bạn cứ nhấn vào cái dòng xanh, thì đây là mình đang khai thác 15 người làm đấy. Thì thường thường là khai thác 5 năm thôi. 5 người ở trong nhóm thì nó dễ hơn là 15, nhưng mà 15 là vẫn được nhé. Thì mình nhận được một ngày là khai thác được một đồng gìn next nhé. Còn cái solo, để mình nói qua cái solo, thì cái khai thác solo thì các bạn nhấn hàng ngày, thì mỗi ngày từ mùng 6 tháng 9 cho đến 30 tháng 9 này, nó sẽ cho các bạn khai thác tốc độ, với tốc độ là các bạn hàng ngày các bạn nhấn vào khai thác thì nó sẽ được cộng 0,004 nhé. Thì đây mình bình thường là mình khai thác có 0,02, nhưng mà mình khai thác 2 ngày rồi thì nó sẽ cộng cho các bạn là 0,04 mỗi ngày, thì được là 0,08 mỗi ngày, như vậy là được 0,028 nhá. Thì đấy, đấy mình đã nhận 2 ngày thì nó, và 3 ngày thì nó lại cộng cho mình là 0,004 nữa, thì nó sẽ được là 0,32 nhá. Thì nó cứ cộng lên như thế. Nhưng các bạn mà nghĩ một ngày là nó lại trở về số ban đầu là 0,02 nhé. Đấy là mỗi khai thác. Thì như các bạn đã biết đấy, cái khai thác thì mình phải cần KIC nhé. Thì Mynet mình với, nhưng họ mới cho mình có thể là rút vào ví được, về cái nơi khác được. Đấy thì nó rất là hay của cái sàn này. Đấy thì như các bạn đã biết đấy, đấy thì với tốc độ có thể là các bạn nhân 40 khi đây bạn mình nhận vào tìm hiểu đấy. Thì cái này đây, khai thác sức mạnh về khai thác thì các bạn nhân vào cộng nhân tìm hiểu. Thì mình nói là khi mà giao dịch trên đây, là khi mà anh giao dịch hàng ngày thì nó sẽ cộng cái giao dịch của đây, giao dịch thì sẽ cao, sẽ nhân được 40%. Đấy, có nghĩa là anh 40 đô thì nó sẽ, cái tốc độ nó sẽ cao hơn nhá. Này, từ ngày 23 tháng 8 đến 30 tháng 9 thợ đào tăng tốc độ đào lên 40 khi giao dịch trên Zimitano. Đấy. Thì đây, khi 40 đô thì tốc độ của anh sẽ giao dịch 40 đô thì tốc độ nhân x5 nhá. Đấy. Và cứ thế, khi anh giao dịch càng cao thì tốc độ anh nhân càng cao. Ví dụ anh 3.000 đô thì tốc độ của anh nhân với 40 tốc độ chẳng hạn. Đấy. Thì nó tính ra vào đây, nó tính ra cái bảng của nó đây. Thì nếu như anh nhân với 1.000 đô thì sẽ được một ngày là được 6 gì mà nách nhá. Đấy, khi giao dịch. Ví dụ anh có 1.000 đô, anh bỏ vào đấy, anh giao dịch spot, anh giao dịch spot hay sẽ future, tất cả các loại mức giao dịch đều được, thì anh sẽ được là 6 đô một ngày. Đấy, thì như vậy. Nhưng mà mình có ít thì giao dịch 40 đô. Đấy, thì nó sẽ, và nó từ đây giao dịch bằng móng vuốt này. Có nhiều người bảo sao tôi mua FPT móng vuốt thì lại không được tăng tốc độ đào, nhưng thực tế là tốc độ đào nó cũng chỉ có một ngày thôi, nó cho có một ngày hoặc là một lần thôi, nó cho một lần thôi các bạn, cho nên là các bạn hãy quan tâm đến cái chỗ này nhé. Bảo sao mà mua cái NFT này nó lại không thấy tốc độ đào cao, nhưng mà nó chỉ cho có một lần thôi, chứ không phải là cho hàng ngày, ngày nào cũng có như vậy.
Đấy, bạn phải lưu ý cái điều đó. Như vậy là chỉ còn có từ đây đến 30 là nó sẽ cho mình cái tốc độ đào và tốc độ giao dịch. Cứ mỗi lần giao dịch thì đây, cứ mỗi lần giao dịch mình hàng ngày thì các bạn giao dịch cao bao nhiêu thì các bạn sẽ được cái tốc độ đào cao bấy nhiêu, và hết một ngày đó thì bạn sang ngày khác thì cái tốc độ bạn là khác. Bạn giao dịch được thì nó sẽ tăng tốc độ, mà không giao dịch nữa thì nó sẽ giảm tốc độ cho các bạn, có vậy thôi. Đấy, đấy là cái tốc độ. Còn các bạn mà cứ tiến giáp nhiều thì dĩ nhiên là các bạn sẽ là cao. Nhưng các bạn giao dịch thì để mình nói giao dịch, các bạn nên giao dịch đổi từ đồng này sang đồng khác, chứ không giao dịch từ ví dụ như là từ coin sang ETH, hay là sang cái đồng khác, hay là từ tron rồi lại chuyển sang các đồng khác được. Nhưng mà còn các bạn mà mua đô sang thì nó sẽ phí nó sẽ đắt hơn, là 0.1%, nói chung là 1%, để xì phí rất đắt. Đấy, như các bạn biết, vâng, cũng mình cũng chỉ có như vậy thôi, mấy điều như vậy. Mong các bạn xem video và ủng hộ kênh mình nhé, xin cảm ơn.